Ở đây ạ, chúng ta sẽ cắt một đường cắt dọc ạ. Chúng ta cắt một đường cắt dọc ạ. Mình không biết là ở trên top top anh em bảo là ghê gớm à. Thôi nỡ mang tiếng rồi. Chị cũng chỉ vì muốn bảo vệ thầy thôi mà. Chị có làm cái gì đâu. Chúng ta cắt một đường cắt dọc ạ. À, để cắt chéo chứ. Hai bên ạ. Tâm hồn thầy trông này thôi nhưng mà tâm hồn mỏng manh lắm mọi người ạ. Ai làm tổn thương thầy là thầy lại về thầy lại nức nở. Nên là mọi người xem like, mọi người đừng buông lời cay đắng nhá mọi người nhá. Ai không thích thì lướt ra ngoài giúp em. Ở đây không có những lời hoa mỹ đâu, ở đây chỉ có sự thẳng thắn với nhau thôi. Không thích thì chúng ta có thể đi tìm nơi khác. Muốn nghe những lời ngon ngọt, chết ruồi thì đi chỗ khác. Còn ở đây thì chúng ta chỉ chia sẻ với nhau thôi. Hello anh Ngọc Văn ạ, à, đây là bài cắt bốp tam giác anh nhé. Hello chị Quỳnh Nga. Kéo này mà dọn này cắt canh nhiều quá. Ở đây ạ, chúng ta sẽ cắt một cái đường cắt. Chúng ta cắt một cái đường chéo như thế này ạ. Chúng ta cắt một đường chéo ạ. Rồi. Hello anh Nguyễn Tú nhá. Tém Nhật Hàn, em xem phải đến vài chục video với tập 2 3 đầu rồi mà trông vẫn xấu. Tóc ngắn khoai. Không phải đâu. Anh Tú cố lên. Nó có những điểm của nó đấy. 1212 anh cố lên. Nó có những cái điểm khác của nó đấy. Nhưng mà cái vấn đề của các bạn đó là gì ạ? Thôi để sang năm gặp nhau, để chúng ta tham khảo đã. Sang năm chúng ta học nó sẽ hiệu quả, sẽ nhanh hơn. Tiếp ở phần này này, chúng ta cắt ạ. Ở đây chúng ta cắt 45 độ nhé. Mọi người cứ theo dõi thầy cắt xong một lát nữa thì em sẽ quay qua cho mọi người xem công thức nhá. Để mọi người có thể chụp lại màn hình nha. Ở đây ạ, cắt 45 nhé. Chia chéo ạ. 1, 2, Hello 3. anh hai con mèo. Cái của các bạn là chưa có cơ bản anh nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ cắt kéo về ạ. Chúng ta sẽ cắt kéo về ạ. Có những bài cắt là mình chỉ dành cho những anh chị em nào mà đã yếu thôi, nên là các bạn phải thông cảm nhé, bởi vì có rất 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 có rất nhiều anh chị em yếu ạ, đang cần những cái mẫu kiểu nó cũng dễ dàng cắt cơ bản thôi, nhưng mà có những bài cơ bản nhưng mà yêu cầu là cái nghệ, cái tinh hoa về cái kỹ thuật của các bạn cũng phải hết, Hello anh Vừ nhá. chứ không phải là cơ bản mà lại là không phải ai cắt cũng đẹp đâu. Mình cắt đầu canh rất đẹp, cắt thật thì ối rồi ôi như ruộng bậc thang mù căng trải. Nhiều anh chị em là cắt kiếm tiền quen rồi, cắt tiền kiếm tiền quen Anh rồi. mèo anh mèo là tóc thiết kế nó khác lắm nên mọi người cần đầu tư về đi học cơ bản mới ok la được. Chuẩn luôn anh. Khóa học bên anh bao nhiêu ạ? À? Hello chị Sốt Hằng Hoa nhé. Trong năm nay thì vừa rồi cái khóa nâng cao này đã kết thúc rồi chị ạ. Ra năm thì thầy sẽ có khóa ngắn chuyên sâu và một cái khóa ngắn chuyên sâu của thầy sẽ rơi vào 4 triệu một khóa 4 ngày chị nha. Rồi ạ. Phải hẹn anh chị em mình ra Tết rồi ạ. Khoa Trần 2 về 1, 4 về 3. Hello anh Nguyễn Đạt nhé. Tóc canh này bao nhiêu? Cái canh này là canh rẻ ạ. Canh này chỉ cắt tóc dài là chính thôi. Mình phải nói trước với các bạn, bởi vì những gì mà tớ làm tớ đều nói trước. Kết quả như nào tớ sẽ nói trước. Chứ tớ không bao giờ là kiểu đợi thế nào bắt đầu là mình sẽ bẻ lái. Mình sẽ nói theo kiểu là bịp bợm đâu ạ. Nó ra như nào Hello, mình sẽ nói luôn trước anh ạ. thương he. Mọi người ơi, mọi người mùa cuối mùa này rồi, mọi người tranh thủ lụm lúa đi, xong rồi ra Tết thư thư thì mọi người đi học cũng được mà. Mọi người xem ạ. Mọi người
xem nhá, cắt xong là nó phải mịn nhá mọi người. Cái ông xin lỗ dù, này. Dù là canh khó cắt, dù là cái tóc đi lâu nhưng chúng ta cắt xong là nó cũng phải xếp lớp ở mịn nhá. Qua Tết thầy có khóa nào không ạ? Về gặp thầy với chị Oanh idol. À anh yên tâm đi nhá, trong cái khóa cắt 4 ngày chuyên sâu ấy thì đấy là khóa cầm tay chỉ việc anh Tú nhá. Và bên em cam kết là học xong khóa là mình sẽ cắt được luôn. Mình có thể theo dõi ở bên phở nhá, bên pet ấy là có những cái cô mà học xong 4 tháng cơ bản mà cắt một cái khóa đấy mà đã cắt được rồi nha. Và mình đăng ký một lần ấy mình có thể lên ôn trọn đời luôn nhá anh Tú nha. Mình yên tâm đi ạ. Hello ba Đức Jojo. Phần này nó sẽ là không độ. Phần này là không độ cho mọi người. Đây này, ở đây có một bạn, có bạn Đức đây này, học viên đăng ký một lần khóa 4 ngày chuyên sâu. Và bạn ấy đã học những 4 khóa mọi người ạ. Và sau 4 khóa thì thực sự là bây giờ bạn ấy cắt rất là đỉnh luôn. Em sang, em ôn sang đời còn được không? Ôn đến khi nào sang cát luôn nha Đức nhá. Tiếp này, phần này ạ. Em chào chị Như Lan. Mình cũng rất thích nghề, muốn học mà còn chưa biết cầm kéo. Chị ơi không quan trọng độ tuổi. À, chỉ cần mình có đam mê thôi nhá. Mình có đam mê là mình sẽ học được chị ạ. Bên em có những cái cô đấy vừa rồi vừa mới đăng lên ấy, cô đấy sinh năm bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Bảy mấy nhỉ? Sinh năm 53 tuổi. Đấy 53 tuổi rồi mà. Như là đấy. Phần này chúng ta sẽ kéo nhẹ tay ạ. Ôi anh Đức thông cảm nhé, bởi vì là bên cái máy này đang không có mic ạ. Anh Đức vào top top đi, anh em bên top top vui lắm. Phở thì lưu lại để ngày mai anh em nào phần chưa xem được thì mình có thể xem lại. Nhé, mọi người. Ở đây ạ. Tiếp ạ. Học đây, của này cũng được. Học của sếp xong thì chấp tất cả các loại gió mùa. Tiếp này. Không độ nhé, mọi người. Hôm trước anh Đức không lên học cái khóa nâng cao để cập nhật kỹ thuật mới, lại có kỹ thuật mới nha anh Đức nha. Anh phải để ý đến thầy nhiều vào nhá. Tiếp này, cắt theo điểm chuẩn ạ. Cắt theo điểm chuẩn ạ, kéo tay nhẹ mọi người nhé. Cắt tay nhẹ là các bạn phải cắt dơ thật chuẩn và kéo tay thật nhẹ nhàng. Không được kéo căng là nó sẽ bị mất đi khung hình. À, anh vừa có thể qua bên phở để mình xem lại cái video này từ đầu nhé. 3.2, 4 theo 3. Kéo nhẹ tay ạ. Đó. Để chúng ta chạy một đường dọc chạy xuống từ đây ạ, từ trên này chạy dọc xuống ạ. Hello anh Xuân Hoàn ạ, anh Dũng có các khóa ở Sài Gòn nhé, mọi người chỉ cần đăng ký đủ số lượng là anh Dũng sẽ bay vào nha. Chuyến đi vào Sài Gòn là ít nhất là tớ vào đấy là phải tầm 20 cục, cả bay cả ekip vào hỗ trợ đấy các bạn. Cho nên là mọi người cố gắng là đăng ký thì nhiều một chút ạ. Hello Brother, đường chia A đúng không ạ? Đúng rồi, đường chia chữ A và cắt đường chia chữ A này. Ở đây là đường chia chữ A. Và chúng ta cắt 45 độ. Lớp này, đây là phần B. Chúng ta cắt 0 độ nhé. Đợt trước có hỏi em chưa sắp xếp thời gian. Thế thì hẹn anh Hoàn ra Tết nhé. Ra Tết là có rất là nhiều khóa đấy. Học khóa online trước đi. Sang năm có mất tiền đâu. Mình dùng trước, kiến thức dùng trước thì cứ dùng đi. Để mình vào Tết là mình chiến. Xong bắt đầu là ra riêng thì mình có cái để hỏi. Nó sẽ tốt hơn. Chị ơi, chị Lan ơi, địa chỉ bên em là ở Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội nhá. Chị Lan muốn học thì có thể là để lại tin nhắn giúp bên em nhá, để bên em hỗ trợ nhá. Ở đây ạ. Chúng ta cắt một đường dốc xuống đây ạ. Mọi chị yên tâm là càng với những cái những anh chị mà nhiều tuổi thì bên em sẽ trợ giúp cho mọi người rất là nhiều và tạo điều kiện cho mọi người rất là nhiều luôn ạ. Nên là mọi người đừng ngại nhá. Cắt theo đường chuẩn ạ. Phần tay với những khách hàng tay phải nhấn vào đây ạ. Kéo nhẹ tay ạ, để nó liên kết chuẩn mà không bị hụt lên mọi người nhé. Tiếp ạ. Có gì tí nữa inbox vùng kín nhé chị Lam nhá, để bên em có thể là tư vấn cho chị nha. Anh Dũng có biết anh Tuấn Còi không anh? Anh có, anh ấy cũng đã từng là một huyền thoại của tớ đấy. À, ngày xưa ấy, anh ấy, tại vì anh Tuấn anh vào nghề trước mình nhiều ạ. Ngày ấy mình cũng học hỏi của anh ấy rất là nhiều. Nếu mà để chính xác ra thì anh ấy cũng là một người thầy online của mình.
cũng là một người thầy online và mình không mất tiền, nhưng mình học được ấy, mình cũng biết ơn nhiều hơn cả những người mất tiền nữa các bạn. Bởi vì chúng ta không mất mà chúng ta nhận được ấy, nó còn khiến chúng ta phải biết ơn nhiều hơn. Mất chừng tiền nào là bình thường. Chừng nào có vợ ở Sài Gòn nhắn cho em nha là nào. Sao lại có vợ Sài Gòn mà sao? Ok, tiếp này. Kéo tiếp ạ. Mọi người nhìn rõ không ạ? Phần này chúng ta kéo về đi theo điểm chuẩn ở đằng sau ạ. Đây ạ. Thầy của em anh ạ. Có một đợt là anh Tuấn em cũng gửi là mấy bạn sang bên nhà anh ấy. Xong rồi là nhưng mà đợt ý lại là không kịp, không tổ chức được. Vì là đợt đấy là cũng bận chưa tổ chức được. Kiểu các bạn có nhiều khi là bây giờ anh kinh doanh còn nhiều, cũng không, không thể anh đào tạo nữa. Giờ anh nhiều tiền rồi thì có thể cắt phần này lên 75 độ cũng được, tùy theo cái mong muốn của các bạn nhé. Hello anh Hoàng Mạnh Vũ ạ, mình cắt kiểu này được 9 năm nay rồi, cắt ôm tự nhiên đẹp. Thế là mình cùng gặp đồng môn cùng phong cách đúng không ạ? Bài này đẹp quá anh. Chủ yếu là cảm ơn chị Nguyễn nhé. Chủ yếu là chia sẻ với những anh chị nào mà chưa cắt được những cái kiểu mà tức là cơ bản thôi. Tại vì là nhiều khi các bạn chưa luyện tốt cái cơ bản hoặc là các bạn không hiểu về cơ bản này, nó sẽ hơi vất vả cho các bạn đấy. Tiếp ạ. Cái lớp này ạ. Thề luôn, thầy em chia sẻ cho mọi người cực kỳ nhiệt luôn mọi người ạ. Nhiệt đến nỗi mà trời thì lạnh, một mình thầy một cái quạt, một cái điều hòa vả thẳng vào người. Người béo thấy. Canh đều mà xin. Canh này là 3 lít rưỡi thôi. Canh này là canh tóc dài nhưng mà thầy lôi ra thầy cắt tóc ngắn đấy. Canh này tóc cứng lắm. Ở đây tiếp này. Hạ xuống ạ. Còn canh chuyên cắt tóc ngắn là 550 cơ nhưng mà thầy mang cái con này ra để canh thầy chiến. Tóc dài thôi. Hello chị Thư Nguyễn Thị nha. Canh này cắt không khéo là ăn chửi ngay. Tiếp. Hạ xuống ạ. Lấy chúng ta lấy một mảng. Ok chị Hoàng Liễu ạ. Cắt và hạ xuống, cắt không độ ạ. Chị ơi, mình có nhu cầu về các khóa học ấy thì ra năm mới có, nên là mình cứ để lại tin nhắn giúp em nhé, để em có thể là đưa mình vào nhóm ấy, để lúc nào mình có khóa học thì em thông báo vào nhóm thì nó sẽ dễ hơn cho mọi người nhé. Mình thuận tay trái bạn ạ. Thuận tay nào thì cũng không vấn đề gì, miễn là mình nắm vững được công thức cắt là mình có thể cắt được ra nhé chị Lan nha. Còn thuận tay nào cũng vậy mà. Hello anh chị Lam Sơn, đường chia chữ A và V khác nhau như nào vậy anh? Nó giống nhau mà. Có những người sẽ có hai dạng đường chia nhé. Đây là đường chia chữ A thì cách tam giác. Còn đây là đường chia chữ, có những bạn sẽ gọi là đường chia chữ V. Đây là chữ A. Hoặc là gọi là V ngược A xuôi tùy các bạn. Thế thì đường chia này ấy, sẽ thường về cơ bản nhé. Về cơ bản thì cái đường chia này chúng ta sẽ cắt gì ạ? Đường cắt tròn. Còn về đường chia dọc này thì chúng ta sẽ cắt đường cắt tam giác hoặc là đường cắt vuông vẫn được. Nhưng với quan điểm của tớ, khi mà tớ cắt nhiều thì tớ ngộ ra điều rằng là chia như thế này cũng vẫn cắt tròn được, mà chia như thế này cũng vẫn cắt tam giác được và vẫn cắt được hình vuông bình thường. Đó. Đường chia ấy, chúng ta chỉ dành cho những các bạn là dùng cơ bản là nhiều. Còn với mình thì chia như thế nào mình vẫn cắt được. Tiếp ạ, cái phần này chúng ta cũng hạ xuống ạ, để cắt không độ. Bài cắt này nó là bố classic nha mọi người. Các bạn ở đây nếu mà các bạn mà không quen ấy, đây điểm chuẩn đây ạ, nhưng các bạn không quen thì nhớ là hạ xuống cắt cho tới nhé. Các bạn có thể hạ xuống như thế này để cắt ạ, để tránh cái việc là bị hụt ạ.
đây ạ, tránh bị hụt nhé các bạn. Sau đó thì các bạn nâng lên, các bạn cắt. Thầy có thể giải thích giúp độ rơi tóc tỷ lệ 1:1 là sao không ạ? Cái đấy mình không hiểu lắm. Độ rơi tóc tỷ lệ 1:1, cái đấy mình không hiểu lắm. Vì là mỗi một người sẽ có cái độ giảm dạy khác nhau. Các bạn nên nhớ rằng là cũng là đào tạo ấy, nhưng không phải ai cũng dạy giống nhau được các bạn nhé. Có thể là thầy của mọi người hoặc là những người khác người ta giải thích kiểu khác, còn mình giải thích kiểu khác. Cái quan trọng nhất mà các bạn lựa chọn một người thầy đó là các bạn có cần cái kết quả của họ không. Bởi vì họ làm được ra kết quả thì họ sẽ biết cách dạy các bạn. Còn ví dụ nói về lý thuyết nó rất là bao la và nó có rất nhiều kiểu mà chia sẻ nhiều, rất nhiều kiểu, mỗi một người sẽ có một kiểu khác nhau, nên là mình không muốn nói sâu về nó bởi vì nó sẽ dễ là gây tranh cãi. Còn những cái gì đơn giản dễ hiển thị nhất thì tớ sẽ nói để các bạn hiểu thôi đó. Những cái nào mà dễ hiển thị nhất thì tớ sẽ nói cho các bạn hiểu, còn những cái nào mà nó hơi rối thì chúng ta sẽ bỏ bớt. Ok ạ. Còn mình cắt ra những cái mẫu tóc trên mạng ấy, mình biết cắt và mình cắt rất đơn giản thì mình sẽ biết cách dạy các bạn, biết cách chia sẻ các bạn. Và bên mình có 20 công thức thì đây cũng là một trong 25 công thức từ ngắn đến dài. Mỗi một người thầy sẽ có một cái cách đào tạo riêng. Rồi tiếp, ở đây các bạn có thể gì ạ? Chia một đường chia như thế này để cắt, để hạ xuống cắt. Hoặc các bạn có thể chia một đường chia như thế này để hạ xuống cắt. Đều được. Cắt như thế này là gì ạ? Là chúng ta cắt theo đường chia. Đây là về cơ bản chúng ta cắt theo đường chia. Hello, chị bán nghe. Về cơ bản các bạn cắt song song theo đường chia. Nhưng cắt như thế này ấy, thì cái phần ở đằng trước ấy, nhiều khi chúng ta gặp những tóc mỏng ấy, là chúng ta sẽ không biết xử lý thế nào để cho nó đỡ mỏng và nó đỡ bị vẩy. Đây là cắt song song theo đường chia. Đây là mình chia góc, là mình chia chéo là 45 về đằng sau ạ. Đó. Và tương tự thì ở đây chúng ta cũng gì ạ, cũng chia ra và chúng ta cũng kéo về. Nhưng ở đây thường mình hay cắt là như thế này. Bởi vì mỗi một người sẽ có một cái bài cắt khác nhau mà một phương pháp cắt khác nhau ạ. Đấy. Sau bắt đầu mình mới gì ạ, mình kéo xuống để mình cắt ạ. Vì khi mà mình chia như thế này, mình cắt là nó sẽ tạo ra một cái khung rồi. Chúng ta chia chéo ra, chúng ta tạo ra một cái khung rồi thì toàn bộ những cái phần layer trên này ấy, nó sẽ đi theo cái khung thì nó rất dễ để ôm và layer nó sẽ, à cái độ rơi và layer nó sẽ đều nhau. Các bạn nhé. Đó. Hello, hello mình. Cảm ơn chị Nga Nguyễn đã thả tim. Cảm ơn chị Thu Ngân nha. Toàn các chế xinh đẹp thả tim thôi thầy ơi. Ở đây chúng ta có thể cắt mái trước cũng được. Hello anh tiệm tóc mới. Ở trong cái video này thì sẽ lưu lại bên phở đây anh. Sẽ lưu lại video này đó. Mình cắt ở đường sau nhé để cho các bạn dễ cắt. Mình sẽ cắt từ đằng sau cho các bạn dễ cắt. Ủng hộ đồng nghiệp với nhau mà. Cảm ơn chị Thu Ngân nha. Những cái live stream như thế này để anh chị em mình có thể giao lưu và chia sẻ với nhau nhé mọi người nhé. Hôm nay rất là vui vì có rất là chị đẹp, có rất là nhiều chị đẹp vào đây để giao lưu. Thế lần đầu tiên nhìn thấy chị Thu Ngân. Các bạn nhắn ạ. Ở đây chúng ta, khi chúng ta, các bạn lưu ý này. Ở đây ạ, các bạn lấy kể cả là không có mái thì chúng ta cũng phải lấy ra cái tóc có độ bồng bềnh này. Thì ở đây mình sẽ lấy ạ. Nó phải lấy ra nha các bạn. Anh chị em nào nỡ vào sau ấy thì mình cứ theo dõi đến cuối live, sau đó là mình có thể qua bên phở để mình theo dõi từ đầu cái live stream này nhé mọi người nhé. Từ bài chia từ đầu tiên ấy ạ. Chúng ta sẽ lấy cái đỉnh này ra, chia lấy cái đỉnh ra. Thì khi chúng ta chụp ảnh hay là chúng ta uốn lên ấy, nó mới bồng lên được các bạn nhé. Phần này là 45 độ. Phần này cắt 45 độ.
Tí nữa mình sẽ quay sang cái biểu đồ ạ. À, cùng tên top top là pet có anh nhá, pet là cùng tên top top. Điểm chuẩn đấy ạ. Điểm chuẩn đấy ạ. Phở của thầy là Nguyễn Văn Dũng có dấu tích xanh nha mọi các người nha. À. Chúng ta lâm như thế này là thấp 90. Còn chúng ta lâm như thế này là thấp 45 ạ. Các bạn lưu ý cho tớ này. Tần tớ để ý rất nhiều anh chị ạ. Các bạn cắt tóc ấy, các bạn lâm ấy nhiều khi nó cứ hơi nghiêng quá, hơi nghiêng tức là nó không được chuẩn. Và cắt cái kéo ấy, nó bị nhăm nhơ. Xong đến lúc cái đường cắt của các bạn bị nhăm nhơ thì bắt đầu đi lên các tầng, các phân khu nó bị nhăm nhơ, lộn xộn, cho nên nó không sắc nét được nha các bạn. Cho nên là các bạn cần phải để ý cái việc mà nó bắt tay của mình. Cái điểm chuẩn này. Cảm ơn chị đẹp Khả Như nhá, đã tặng quà, tặng tim nha. Nên là mọi người phải để ý, thứ nhất là kẹp tay, thứ hai là cắt kéo có lực, thứ ba là kéo cũng phải sắc ạ. Tiếp ạ, ở đây ạ, vì ở phần dưới chúng ta cắt 2:1, 3:2, 4:3, cho nên lớp trên chúng ta cũng phải cắt như vậy ạ. Cũng là cắt 45 ạ, và lấy điểm chuẩn ạ. Đây ạ, các bạn nhìn này, không phải là kéo ra đây nhé. Rất nhiều anh chị cắt ra đây và rơi xuống phát nó hụt lên trên. Đấy là vấn đề ạ. Điểm chuẩn ạ. Điểm chuẩn phải gì ạ? Rõ nét ạ. Đó. Hello anh Tùng Võ nhé. Anh Tùng có thể qua bên top top để mình nghe rõ hơn nha. Tiếp ạ. Nó sẽ tạo ra chúng ta một cái độ dốc như thế này ạ. Đây ạ. Các bạn nhìn ạ. Nó cho chúng ta một độ dốc như thế này. Đó. Và nó sẽ chạy dần xuống. Mọi người có hiểu ý không ạ? À? Cả nhà. À, xin chào, ui. Hôm nay mọi người đông vui hết, chắc phải đi xong hết cô giáo rồi. Hôm nay nhiều chị xinh đẹp ở live stream lắm. Các bạn phải, hôm nay ai đã từng xem live stream của tớ thì hãy tặng cho tớ một bông hoa. Bởi vì hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam của 2025. Tiếp này. Úi trời ơi, chị Hoàng Liễu gửi hoa luôn thầy ạ. Cảm ơn chị Hoàng Liễu nha. Tặng hoa miễn phí không được nhé, không phải mất tiền đâu. Rồi này, tiếp ạ. Bắt đầu này, lớp đằng trước ạ, chúng ta liên kết với lớp đằng sau thì chúng ta cũng là kéo về. Và chúng ta cắt ạ, ở đây ạ, điểm chuẩn ạ, các bạn nhìn này. Vẫn là câu chuyện là gặp một điểm chuẩn, gặp hai điểm chuẩn và gặp ba điểm chuẩn. Phải gặp ba điểm chuẩn cùng một thời điểm nhé. Thì chắc chắn là nó sẽ chuẩn. Còn nếu các bạn mà kéo lên mà chỉ gặp đúng hai điểm chuẩn thôi thì kiểu gì cũng hụt nhé. Một là hụt là bị cao, hai là bị lặn. Mình nhắc trước một lấy vậy. Cảm ơn chị Nga Nguyễn ạ. Ở đây là mình vẫn chưa tìm thấy điểm chuẩn này. Chưa tìm thấy điểm chuẩn chứng tỏ là mình chia hơi dày về trước và lấy ít ở đằng sau. Thì việc của chúng ta là gì ạ? Lấy cái điểm cắt rồi ấy, dày lên một chút ạ. Anh nói lại 3 điểm chuẩn với ạ. Đây ạ. Điểm chuẩn thứ nhất là điểm ở dưới này. Điểm chuẩn thứ hai là điểm chuẩn đằng sau. Điểm chuẩn thứ ba chính là điểm chuẩn ở trên này. Ba điểm này khi nâng lên là nó phải gặp nhau ở một vị trí thì là các bạn đã cắt chuẩn. Còn nếu mà bạn nâng mà nó chỉ nhìn thấy, ví dụ các bạn chỉ nhìn thấy điểm ở dưới thì các bạn nhìn ở trên sẽ bị lệch lạc, và ở trên khi ở trên không có thì khi hạ xuống nó sẽ bị hộp xuống dưới và nó sẽ dày. Còn nếu như các bạn mà kéo lên nâng cao quá, phần này rơi xuống, phần trên này các bạn cắt theo ở đây thì cắt theo ở trên thì ở trên này nó ngắn, anh em hình dung không ạ? Thì khi hạ xuống nó sẽ bị hụt lên trên, các bạn hiểu ý không ạ? Còn nếu mà các bạn hạ bị thấp thì nó sẽ bị dài. Rồi tiếp ạ, bạn hiểu ý không? Đây ạ, bắt đầu từ kéo đây này, nó sẽ phải nhìn thấy điểm chuẩn thứ nhất, điểm chuẩn thứ hai, điểm chuẩn thứ ba đây ạ. Cắt. Đây điểm chuẩn đây ạ.
Đó. Đấy, cái bác Nhật Tăng này bác ấy sang bên phở xong bây giờ bác ấy phải lao vào top top để bác xem. Em giật thì đúng không? Thấp hơn thì. Yêu ơi. Lạnh mà. 22 độ. Nhiệt độ cao ở ngoài trời. Lạnh. Đây ạ, điểm chuẩn này. Hiện tại đây là một vấn đề này, là tớ không nhìn thấy được cái điểm chuẩn rõ thì tớ sẽ phải chia mỏng ra. Tớ phải chia mỏng ra. Đây ạ, điểm chuẩn đây ạ. Nhìn thấy rõ được cắt nha các bạn. Đừng có thấy lại cắt xong là nhiều khi sợ là mình lúng túng là khách người ta lại soi. Không sao cả. Bạn cắt chuẩn, cắt đẹp. Không có sợ. Còn nếu mà bạn cắt không chuẩn đấy thì người bạn mới sợ, cho nên là cứ bình tĩnh mà cắt. Nhiều khi chúng ta cắt thấp là chúng ta hay bị rối cái đấy, xong bắt đầu là sợ khách. Đây, điểm chuẩn thứ nhất, điểm chuẩn thứ hai và điểm chuẩn thứ ba. Cắt ạ. Đó. Đây là chúng ta đang cắt gì ạ? Theo dòng chảy của không gian ở phần trên. Ở phần cắt dòng chảy không gian của phần trên không nhé. Tiếp ạ, ở đây ạ, chúng ta lại chia cái này xuống. Hạ xuống ạ. Hello Trịnh Công Sơn. Sơn ạ, Sơn 1900 đúng không? Em nhỉ? Chuẩn rồi. Hello Giai, thanh niên là cắt tóc đẹp, cắt tóc ngắn cực đẹp. Rồi ạ. Chạy ạ. Đó. Tiếp ạ. Mình cắt sang phần bên cạnh ạ. Bên này. Hello anh Quang Anh nhé, rất đẹp và rõ ràng ạ. Tiếp nè. Cảm ơn anh ạ. Hello anh Nam, hello sếp và cô giáo. Ở đây ạ, các bạn cũng chia ạ. Phần đỉnh ạ. Chúng ta cắt ạ. Nâng lên. Đây ạ, các bạn có thể xem ạ. Chúng ta nâng lên để cắt nốt phần nửa bên kia. Chúng ta nâng lên ạ. Đây điểm chuẩn này ạ. Và chúng ta chia bổ cam. Hay còn gọi là phát tán. Hay còn gọi là lan tỏa. Chia chéo, kéo về. Ôi dồi ôi, tìm nhiều quá. Cảm ơn anh Nam nha. Đi đến phần đằng trước ạ. Đi đến phần đằng trước. Cảm ơn anh Hữu Thạch. Chia ra và chúng ta hạ xuống để cắt. Cắt để lấy điểm chuẩn ạ. Hello Chư Bát Giới. Em cắt hai bên toàn bị một bên cụp, một bên vảnh. Chắc này em cố tình. Nói chung là nếu như các bạn đang yếu thì lên đi tìm cho mình một người dẫn dắt và mà mình thích cái form của họ nhé. Cái cách tốt nhất để các bạn tìm đó là tìm xem là cái người nào form nó vừa mắt với mình. Mãi xem chả nói được. Nhé. Làm thế nào để hai bên tai không bị hụt hả anh? Nãy anh có nói rồi, hạ cái phần đấy xuống, cắt hạ điểm chuẩn ở đây xuống để cắt thì không bao giờ hụt. Hụt một là do đầu khách hàng nghiêng nhá. Đầu khách hàng nghiêng nó bị lệch là cái thứ nhất, tại vì các bạn nghiêng không đều nhau thì cắt nó hụt. Ví dụ bên này nghiêng bên này 45 độ
Nhưng mà bên này người ta cũng nghiêng hẳn như thế này, là vô toan các bạn nhé. Và chúng ta phải nghiêng đều nhau. Và tiếp theo là các bạn phải lấy ra cái phần mà bạn định cắt, hạ số này, cắt điểm chuẩn trước. Và cắt đúng góc độ. Hello anh Vũ nghệ thuật thần à, phần thái dương bắt xiên về sau hả anh? Đúng rồi. Mình nãy mình có chia sẻ rất là kỹ rồi, cái phần đấy rồi ấy. Phần trên này ạ, 45 độ ạ. Và cắt theo biểu đồ ạ. Rồi chúng ta bắt đầu chuyển sang cắt mái ạ. Có ai xem như này mà cắt được chưa ạ? Có ai cắt được chưa? Có nhiều anh chị vừa xem vừa lôi canh ra cắt cơ ấy anh Chính ạ. Nhìn rõ hay sao mà bạn nghe nó vậy? Có mà, nhìn rõ mà. Tôi cắt quá chậm rồi. Dậy tỉa hoàn thiện luôn đi anh. Mọi người muốn xem tỉa không ạ? Tôi đã cắt gọi là rất chậm rồi. Cắt gọi là rất tỉ mỉ rồi. Mọi người muốn xem tỉa thì mọi người đẩy tim đi mọi người ơi. Các bạn mà không cắt được thì không. Anh cắt lại từ đầu được không? Được cắt dễ lại cái nơi này. Bác Thịnh vào sau thì có thể là qua bên phở để mình xem lại cái live stream từ đầu nhá. Có em cắt 4-5 cái đầu canh xem một video 10 lần. Tại vì anh em có thấy một điều rằng không? Không có cái gì là miễn phí cả. Các bạn không họ mất tiền thì các bạn sẽ mất thời gian và tiền mua canh, thậm chí là trả giá bằng chính khách hàng của các bạn. Không có gì mất miễn phí ở đây cả. Chỉ rất chi tiết và tỉ mỉ. Cảm ơn anh Trương Quang Thức nhé. Tôi có thể miễn phí cho các bạn nhưng đời sẽ không miễn phí cho các bạn đâu. Anh Binh cắt mái đi anh. Ở đây ạ. Đức Chính sang năm lên gặp anh Dũng khóa 4 ngày. Hẹn anh Đức Chính khóa ra Tết nhá. Anh em cứ lụm lúa đi xong rồi Tết ra cái là anh em bùng lổ. Mình tranh thủ cái lúc Tết ra thoáng thoáng việc thì anh em nên đi học nhá. Tháng âm rằm sau nhá, âm rằm sau cả hết tháng riêng. Hết tháng riêng. Tháng riêng thầy còn nhiều lịch vi vu lắm. Tôi còn phải đi chơi nữa mọi người. Đi lễ. Hello chị Diệu Hoàng ạ, anh hướng dẫn rất có tâm ạ. Cảm ơn chị nha. Mọi người muốn xem tỉa thì mọi người thả tim nhiều vào. Bởi vì là thầy không ngại gì, thầy chỉ dỗi mỗi cái là ít tim thôi mọi người ạ. Tôi chỉ cần những tràng vỗ tay của các bạn thôi, tôi không cần gì cả. Mọi người xem like của thầy thì biết là dỗi mỗi cái là ít tim thôi, chứ còn nhiều tim là chiến khô máu anh em luôn đấy. Máy mọi người thích máy dài hay ngắn nào? Anh em đang cầy tim không trả lời được. Tuyệt vời, cảm ơn anh Hữu Thạnh nhá. Nhấn muốn nát cái tay rồi. Các máy gì cho nó hay nhỉ? Canh này hôm trước anh tỉa rồi, máy ngắn anh ơi. Cái con này lần trước cắt rồi, hôm nay thầy mang ra cắt tiếp với anh. Tại các bạn không chịu mua kéo ủng hộ nên tôi không có tiền mua canh. Tôi lại phải gì ạ? Tôi lại phải tiết kiệm. Giờ là cuộc sống khó khăn đấy các bạn. Cắt mái mải chơi đi anh. Cắt cái mái mải chơi nha. Mái ngắn anh ơi. Rồi ok. Cường Nguyễn em mua kéo anh. Rồi cảm ơn Cường. Cường ơi kéo của bên anh cắt sướng không Cường? Anh Cường mua, bây giờ mới mua hay là anh Cường mua rồi ạ? Ế quá anh ơi. Người ế hay là ế khách hả anh? Đỡ tốn đúng không anh Hoàng Thực ạ? Mình phải tận dụng cắt từ ngắn à từ dài cho tới ngắn luôn. Thực ra là dùng được thì à bây giờ được. Em muốn mua đấy thầy nhá, thầy cứ bảo là không ai mua kéo đấy, có anh Cường Nguyễn mua kéo rồi này. Mới được bán được cái kéo được khoảng độ 150, và còn canh này là 350 các bạn. Anh Cường muốn mua kéo thì mình để lại tin nhắn giúp em nhé.
Mình nhận kéo, mình kiểm tra kéo thoải mái giúp em luôn nha. Kiểm tra. Cái này các bạn đừng cắt cao quá nha, cắt nhìn ra thôi. Ế khách ạ. Các bạn cắt không cẩn thận hết nó dựng ngược lên nhá, bởi vì canh này là canh không phải là canh chuyên cắt tóc ngắn đâu, ngắn quá đâu. Nói chung là em ấy thì chỉ khuyên mọi người là mọi người nên đăng ký những cái khóa học của thầy Dũng, bởi vì ngoài kỹ thuật ra thì thầy sẽ chia sẻ cho anh chị em mình rất là nhiều những cái chiến lược để mình có thể về phát triển salon nhá. Thầy tặng kèm chiến lược và cho anh chị em mình 100 cái chiến lược để mình về mình có thể upsell cho khách hàng luôn. Thì vừa có kỹ thuật này, vừa có chiến lược này, đến lúc bấy giờ là anh em chém khách không hết luôn. Đảm bảo luôn nhé mọi người. Không phải là cái này các bạn nếu như một là các bạn cắt máy bằng thì các bạn sẽ hạ số để cắt nhé. Và cắt ở đây các bạn đừng cắt mở rộng máy bằng quá nhiều. Chúng ta để lại một chút máy ở bên này để chúng ta còn kết nối ra thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như chúng ta mà cắt xẻ hết một đường cái thẳng thì nó sẽ không được. À, chúng ta mà lấy rộng hai bên quá thì các bạn cắt xẻ xong nó mất hết cái tóc của hai bên. Đấy, thì ở đây một là máy bằng thì các bạn sẽ hạ xuống để cắt nhé. Em chào chị Huế nha. Thứ hai, các bạn muốn cắt máy bám sang hai bên thì chúng ta sẽ gom toàn bộ tóc như thế này và chúng ta cắt góc 45 độ các bạn nhé. Ở đây nó chưa nhìn thấy điều khiển rõ ràng thì tớ sẽ cắt cho nó mạnh hơn một chút nữa. Cái con kéo mà thầy đang cắt ấy là thầy cắt 6 năm rồi và chưa hề mài lần nào nhá. Thì mọi người muốn mua kéo thì cái giá kéo sẽ là 1,1 triệu mọi người ạ. Mình cắt máy bằng đi nhỉ. Thích máy bằng hay là máy bám ạ? Các bạn thích xem hiệu ứng của máy gì ạ? Chiều anh em thôi. Anh em comment nào. Nào thích. 1 là bằng, 2 là bám hay comment ạ? 1 là bằng, 2 là bám ạ? Bám. Hay mình để máy này cho nhìn các bạn chơi nhỉ? Máy để... mưa anh ơi, máy bám đấy, nhiều người thích bám hơn. Bám, để, bám. Để cái máy này cho nó mải chơi đấy. Đủ mải chơi chứ nhé. Bám đi. Bám à? Nhiều bám lắm. Giời, cái ông Halo này đang tém lại bảo mà cắt máy hiền hồ đi. À, đang bốp thì lại bảo anh cắt máy hiền hồ đi. Halo. Ui, kéo thế mà cắt canh thì uổng quá. Không, 6 năm rồi. Kéo này 6 năm rồi anh ạ. Đúng phong cách em. Nhưng mà phải anh em cứ lấy con kéo này về dùng ấy. Đối với những cái con kéo mà giá từ 2 củ trở xuống thì con kéo này rất là ok nha mọi người nhá. Mọi người cắt các được, tỉa được nha. Cắt rất nhiều đầu canh rồi nhưng mà các bạn nhìn nhá. Đây không phải là bia đâu, có cái kéo đâu. Tự các bạn nhìn thấy không hề bị trượt lưỡi nhá. 6 năm rồi đấy các bạn nhìn này, mà cắt rất dày luôn. Không hề bị trượt lưỡi nè. Rất phẳng. Mà cái sợi này nó dày nào. Nó cái sợi ni lông này chứ lông. Chỗ em cắt mái không ai có. Chỗ em toàn cắt mái không ai có. Cái chết này là... mái này nó dứt. Cái tóc này nó cứng. Kéo 6.5 inch ạ. Kéo này 6.0 inch ạ. Kéo này 6.0 anh ạ. Kéo này là kéo size vừa ấy. Hầu hết là anh em dùng 6.0 nhiều. Cắt xong nếu dày quá, các bạn lâm tóc lên và cắt 90 độ để tỉa vào thì là mềm ngọt. Nếu mà trường hợp dày quá nha các bạn. Hôm qua anh Halo anh ấy đi vào hội các cụ anh nhảy aerobic phải ạ. Còn cái này nó dễ làm anh bị ăn chửi qua. Con này tóc cứng. Rồi. Tiếp ạ. Các bạn có thể cắt gì ạ? Lấy thêm cái điểm bên cạnh này để các bạn cắt ạ. Cắt trượt sang. Còn cắt đừng kéo thẳng nha các bạn. Chúng ta kéo hơi trách sang nó sẽ mềm mại hơn ạ. Cắt trượt ạ. Em xin phép là em. Mái này sao hôm anh không dạy mọi người. Tiếp này. Anh giấu nghề rồi. Hà lo đấy. Đây mọi người nhìn này. Ông ấy nhầm giá hội nghị đấy. Chạy này. Sau bắt đầu là chúng ta cắt cụt tóc này. Cắt cụt tóc này đi. Cắt cụt tóc này nha các bạn. Hôm nay không đi vào các U để nhảy aerobic hả anh? Đây. Đó. Anh nhìn không chưa?
mình sẽ lấy thêm một chút nữa thì cho nó đỡ, cho nó dày hơn một chút cho nó dễ nhìn. Nay góc cụ bảo mỏi chân nên nghỉ. Các cụ đi thầm cô giáo. Chịu vào đội nhảy aerobic các cụ nhảy chứ. Nghiệp ạ. Đây ạ. Đây. Mọi người mua kéo đi cắt chảy máu tay đó. Đó. Cái máy này nó hơi dử nhá, thì anh em phải thông cảm với tôi nhá. Cái máy này nó hơi bướng. Máy này nó hơi bướng á. Còn bình thường ấy nó sẽ có độ bám. Đây là máy xuống. Mải chơi nhá. Nó sẽ có độ bám nhẹ xuống ạ. Nhưng mà máy này là nó hơi bướng. Anh em thấy cái máy này cắt đấy rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ việc trượt thôi là được. Anh lấy kéo dán nó vào anh. Anh dán. Cái này anh sẽ dùng cái chiêu của Phương Trần là thầy phải dán thầy ơi. Bạn em thì em cứ dán. Đây là mãi mãi chơi đấy. Này, nghe anh em mà dễ qua lắm đây. Tí nó xảy ra tóc có dựng ngược đây mà chết tôi, chuẩn bị ăn chửi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một số anh em đại của dịch và chửi nữa. Chỉ dình dình là mình gọi phát là wow. Ở đây là vẫn còn sót máy á. Nó là có máy nó dày thật. Kéo nghiêng ra này, kéo nghiêng ra nhé, không kéo thẳng, kéo nghiêng ra, cắt này. Đó. Kéo nghiêng ra, cắt một điểm chuẩn. Dán mạnh vào thầy à, Phương Trần. Phương ơi, anh nhận được quà rồi nhé, cảm ơn Phương rất nhiều. Em xem chi tiết cây kéo với anh. Anh Hải Phạm ơi, anh Hải Phạm để lại tin nhắn. Một lát nữa em gửi hình ảnh cho mình xem kỹ hơn nhé. Anh mềm hóa tóc mái đi anh. Anh, em phải nói là anh ép sai đi. Phương nhìn anh dán này. Anh dán tóc dính luôn Phương ạ. Nhận được quà của Phương Trần rồi nhá. Cảm ơn Phương Trần đã gửi quà nhá. Làm cả salon được hưởng thơm của Phương. Phương Trần, em là số 1. Anh viết cái câu này. Cái câu này đừng để vợ đọc được nhá. Thì ra là dán là như vậy ca ca. Chưa dính nha thầy. Cái tóc này thì xoáy của nó hơi. Cái tóc này nó hơi, hơi bên này nó hơi dài. Lấy thêm. Thầy ơi, cắt vậy khách có mỏi cổ không thầy? Sao khách im re vậy thầy? Khách này thầy bảo rồi, nín. Nín luôn rồi mọi người ạ. Dùng keo năm ninh dán mới được.
Rồi. Dính rồi. Dính rồi mọi người ạ. Sao? Bây giờ lại dính. Sao? Được. Gì vậy? Cái này phải cắt bỏ. Giật điện à? Không. Nó. Thầy phải dán như em mới được. Được chưa? Rồi. Thầy cắt mà để mặt khách nha. May quá mà khách này không biết bỏ, không biết nói. Thì không được hỏi tôi là bao giờ thầy bỏ nghề. Còn là anh làm nghề lâu chưa? Bao giờ thì anh bỏ nghề? Đấy, có cái video này đấy. Thầy ơi. Buồn quá. Thầy ơi, tam giác và vuông đều kéo về mảng sau, vậy khác nhau gì vậy ạ? Thì là tam giác và vuông thì đều kéo về mảng sau, vậy khác nhau điều gì vậy? Tam giác và vuông đều kéo về sau. Ừ. Tam giác thì kéo về sau nhưng mà nó tạo độ dốc. Còn vuông là kéo thẳng xuống chứ không có kéo về sau. Trừ khi là bạn cắt chiều không gian vuông thì kéo toàn bộ tóc về từ ở đây ạ. Các bạn kéo về cắt toàn bộ phân khu là vuông thì đó là cắt theo không gian. Còn đây chúng ta cắt theo độ rơi, cắt theo dáng tóc thì các bạn cắt vuông là phải hạ không độ xuống. Bạn hình dung điều này không ạ? Cắt mọi người này. Đang bảo bên cao bên thấp rồi thầy. Thế ạ? Chết người này. Đấy, thì tại anh em cứ mải dính mới chả không dính đấy. Đâu, hai cái đều nhau mà. Bên này thì nhìn tôi chỉnh lại một tí. Thầy em soi. Không tha. À, thầy thầy nick lửa lít rồi phải không? Anh alo. Hôm nay thầy vẫn chưa có cái chi chi đâu nhá anh nhá. Cái này thì gọi cương và nó dính thôi. Thôi, thôi, tắt thế thôi. Máy gì nữa tôi có chỉnh được mà. Khách mà biết nói chắc giờ rời tiệm rồi thầy. Mặt thì toàn tóc. Ủa, tóc canh này nó khó cắt. Tóc canh này nó có phải như tóc thường đâu. Tiếp này. Hết bài rồi nhé mọi người. Tiếp nhá, tiếp nhớ, chưa hết đâu. Ăn tiền đây này. Tiền ăn ở đây. Các bạn không... Thôi chúng tôi biết giấu cái này tôi không nói. Thì chúng tôi biết ai muốn tự hiểu thì hiểu. Người làm nói. Thầy là biết sai, sửa sai tuyệt đối, không nhận sai đúng không thầy? Nghe con nói thì giống một tàu cáo nói. Tôi sẽ giấu cái này. Thầy vừa cắt lại, nhớ em nào quá. Chào mọi người, mình tắt like nhé. Thì anh cứ tắt đi. Ngủ đi. Giấu nhưng nói được nửa. Tôi giấu bên này. Ở đây chúng ta có thể cắt sáng tạo rất là dễ. Nó rất là nhiều những phần này là những cái phần chúng ta có thể sáng tạo này. Chúng ta có thể cá nhân hóa cho từng cái khách hàng của chúng ta được nhé. Ở đây hạ xuống. Anh xịt thế thì lạnh chết. Khi nào đến phần tỉa, thầy chia sẻ cách chuốt bên trái tay để tóc bay về sau ạ. Ok. Thầy bẻ cổ khách nãy giờ. Cá nhân hóa phần đấy đồng thời là mở rộng khuôn mặt đúng không ạ? Đúng rồi. Các bạn thích mở rộng thì các bạn cắt lõm vào. Còn nếu mà các bạn tại mình sẽ cắt để nó có độ mềm ở cái phần này. Nó sẽ không mềm bởi vì cái máy bằng phần tạm cái nó có một hai cái bát hai bên này này.
nó chạy xuống thì lên có một chút cái linh hóa mềm ở đây thì nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Còn nếu không là nó sẽ bị một cái đoạn nó không có sự liên kết. Nam thì nhìn Peter này liên kết mà thầy. Ừ, liên kết mà. Rồi, về chúng ta sẽ sấy khô ạ. Nó sấy khô nha mọi người. Gọi là điểm G đúng không ạ? Không ạ. Thầy ơi, cắt tóc không có đúng sai, chỉ có đẹp và xấu đúng không thầy? Đúng mà. Chỉ có là trả tiền. Giống như việc là đi tán gái ấy. Không có dai tốt và dai xấu. À, chỉ có dai nhiều tiền và dai ít tiền thôi. Đây là gì ạ? Bộ ở phần đằng sau ấy là mình cắt theo hướng cổ điển, nhưng mà đằng trước thì là mình có sáng tạo nhá. Hãy nhớ rằng là có căn bản tốt, các bạn có thể sáng tạo được rất nhiều thứ. Căn bản ở đây nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Có rất nhiều người hiểu căn bản nhưng chưa phá vỡ được đâu, vẫn bám chấp về căn bản. Anh nghe một người không có tình yêu và không có gia đình nhá, bảo là thằng nào không làm tình là thằng đó thua. Chứng tỏ cái ông Ha Lo này là ông ấy không biết làm tình. Lên bây giờ ông vẫn ế này. Anh đi với Ha Lo thôi. 5 ngày anh biết mà, anh hiểu nó mà. Anh hiểu nó mà. Giờ anh nói ra anh chỉ sợ là nó xấu hổ, nó lại bỏ solo của anh luôn. Cắt tí mang ra cửa để cho họ đi qua nhìn cùng. Tầm này mà mang canh ra cửa thì mua đấy. Người ta đi qua thì chắc là xong phim luôn. Canh này là canh khó cắt, nhưng mà tôi cũng phải cố gắng lắm đấy để đỡ bị chửi. Cố gắng hết sức để không bị chửi. Mái đó là mái gì vậy thầy? Anh cũng chưa rõ lắm đâu. Mái này là mái mải chơi ấy anh. Vừa mọi người yêu cầu cắt mái mải chơi ấy còn gì. Chị khách hết lạnh, giờ lại nóng. Giờ là đến giờ sưởi ấm cho khách nha mọi người. Mái này là mái Hải Phòng. Mái dám thầy nhá. Cười điên. Mọi người thấy không? Chia sẻ không quên tấu hề. Nhức nhức cái đầu à? Mọi người đang bảo cười điên. Cười điên. Ý là buồn cười quá hay sao? Mái này đi chơi quên đường về. Ông nào vừa bảo thầy cắt mái mải chơi đấy. Bơi ra đây xem nào. Mỗi mình anh chứ ai. Đấy, cứ bảo thầy cắt máy mải chơi làm chi cơ. Giờ thành quên lối về luôn. Nhìn thầy cắt quả mái xong lú luôn. Anh làm nghề 16 năm toàn cắt, toàn chơi mái mải chơi á.
máy bay Hàn Quốc đúng không thầy ơi? Thôi thầy ơi, máy này nó là máy mải chơi. Anh ép tai xuống anh. Máy này không ép sai được. Muộn vậy anh, hello anh Dương Cường nhá. Rượu đi lấy thuốc cho anh mềm hóa. Sao thầy lại nhìn lên trần nhà? Tôi đang nghĩ xem nào tí nữa. Giờ vẫn chia sẻ anh Cường Dương ạ. Tôi đang nghĩ xem là cái này sẽ dùng pH bao nhiêu để mềm hóa thôi. Vào nghề 14 tuổi, à vào nghề năm 14 tuổi đam mê quá, toàn nghĩ ra tóc độc lạ. Cười điên luôn. Anh lấy cơm nguội dính xuống ấy. Đấy, thầy tiết kiệm canh đấy mọi người ạ. À. Đau hết cả bụng. Chị Oanh lấy băng dính cho thầy. Quả mái độc. Mái xinh mà. Mọi người cứ chê khách khách buồn ấy. Mái sao thế ạ? À? À cái mái nó đang bị kiểu, cái tóc này nó kiểu bị vảnh vảnh lên đấy anh. Cái canh này nó kiểu mà cứng ấy, xong cắt xong tự dưng mái nó vênh vênh lên. Mái này lượm lúa đấy. Em thích kiểu tóc này lắm luôn à. Hello chị Trung Lương nhá. Anh cố ý cắt thế đúng không? Quả mái giống ăn mày quá. Đúng mái mải chơi luôn. Tóc tẩy hơi nhũn thì cắt kiểu gì ok nhất ạ? Tóc tẩy nhũn á? Các bạn uống xong lơi là đẹp nhất. Cửa đau bụng. Uống bạn ơi. Dùng pH 9.5 uốn nó sẽ đẹp nhất. Kiểu uốn hoa lê được không thầy? Được. Uốn kiểu xoăn xoăn mì ấy. Cái đấy dùng thuốc uốn 9.5. Đấy, chị có thể tham khảo những câu trả lời của các pháp sư có mặt trong livestream ngày hôm nay nhá. Tóc tẩy uốn bung. Phục hồi bằng tông đơ nhà em đi ạ. À. Bao mềm mịn. Thôi các anh ơi, tha cho khách. Mai chị mang ra uống xù mì chịu luôn. Hello anh Hoàng Sang à, trong năm nay thì bên em đã kết thúc tất cả các khóa học rồi. Thì hẹn mọi người ra Tết nhá. Anh Hoàng Sang mà có nhu cầu về các khóa học nâng cao chuyên sâu thì mình có thể để lại tin nhắn. Tết ra có khóa thì em sẽ báo lại mình nha. Anh chị đăng ký sớm ấy thì sẽ được giảm giá đấy nhá mọi người nhá. Quả mái này, quả mái lụm lúa đấy anh Hùng ạ. À. Đừng đùa đâu.
chưa thuốc axit chắc vẫn lụng được anh Dũng nhỉ. Tóc tẩy uốn axit lụng tốt anh ạ. Mà phải đàn hồi cơ. Các bạn nên dùng keratin để phục hồi. Uốn làm gì cho nó khổ. Chưa đủ khả năng thì mình cứ hãy chọn biện pháp an toàn mà. Đã bảo cứ dùng 9.5. Xin chào chuyên gia phục hồi Halo. Anh nghĩ ra đấy à, cũng ok, vừa đấm vừa xoa. Thật ra mái cũng ok mà. Hello anh Trần Đình Cường nhá. Anh Cường hello sếp à. Chào Cường nhá. Chúc mừng Cường. Khách Trần nick phở là Nguyễn Văn Dũng có dấu tích xanh nha mọi người nha. Cổ khách thời bẻ rắc phát. Quả canh này không nghe lời thì phải. Quả này nó phản chủ. Đấy mọi người nhìn cái tóc của nó kìa. Đơ luôn. Không phải đâu. Con canh này không có lỗi. Có lỗi là tại tôi chọn nó. Lỗi là tại tôi. Cho nên nếu bị chửi đúng. Tại thầy kiếp xiên. Thầy lấy canh tóc dài ra để cắt tóc ngắn. Bình thường thì canh này tôi chỉ cắt đến long bốp. Đến long bốp là tầng cao thôi. Còn sẽ không cắt ngắn hẳn vì là nó cái đuôi, cái tóc này cắt xảy ra đơ. Rồi tùy chất tóc để chúng ta chọn để chúng ta cắt thôi. Còn mình ngu thì mình không chịu, tại vì biết làm sao. Canh này 180 hả anh? Canh này lít 8 hả anh? Canh này là 300 bạc rưỡi. Canh này tóc là anh. Thầy không sai, tóc lại càng không sai. Vậy ai sai? 30 sai. Ông nào? Ông Khang Hia. 30 sai. Phép em trả tin. Hello anh bảo canh này 3 lít rưỡi là phép em trả tin. Anh cũng thấy, anh cũng thấy nè.
Hải Phòng ơi, Hải Phòng vừa idol Thái Hoàng lại bị bớ ở Hải Phòng hay sao nhỉ? Bởi vì nó không mê cắt tóc giống anh nên nó bị bắt. Sơn, tầm này mà cứ ở nhà cắt tóc như thầy thì ai bắt được đúng không mọi người? Bật bờ bao về mất à? Canh này không bùa, vinh danh người lên phường nhiều nhất. Đấy, tại vì Thái Hoàng không đam mê tóc giống anh em đúng không? Chứ còn tầm này cứ ở nhà xem livestream thì lấy đâu ra mà bị bắt được. Lắm tài nhiều tật thầy ơi. Khang bảo là lắm tài nhiều tật thầy ơi. Chuyển qua nhảy aerobic rồi. Ôi trời ơi, dân chơi Hải Phòng đấy, xin ạ. Halo gọi là cắt tóc để mua vui thôi. Còn công việc là buổi tối là gặp các u là đi nhảy aerobic nhá. Anh em mà có nhu cầu dính kính thì gặp anh Halo nhá. Lo anh làm má mì Hải Phòng đấy. Anh em có nhu cầu dính kính thì liên hệ bác Ha Lo nhé. Dân tổ aerobic đấy, đừng đùa đâu. Anh đứng dịch lên đi, càng ngày càng lùi xuống. Mọi người đợi chút sấy xong là sẽ tỉa nhé mọi người nhá.
sấy mái nữa chứ. Mình bảo anh sấy mái nữa chứ. Ôi chị Nhung ơi, hôm nay kiểu em bận quá, em không chưa check được hết tin nhắn của mọi người luôn chị ạ. À, khách mua hàng các thứ nhắn tin em còn chưa check được hết đấy chị Nhung, để em xem lại nhá. Hôm nay kiểu hơi bận đấy chị ạ. Chị Nhung muốn đăng ký cái khóa online đúng không? Khóa online thì khi vào nhóm sẽ là 1 triệu. Và mình vào trong cái nhóm online đấy thì mình sẽ học được các cái bài từ ngắn cho tới dài nhá. Tảo lao cái ông Halo này. Vâng, tí nữa em đưa chị Dung vào nhóm nhá. Chị Dung cứ học ở trong nhóm. Có những cái bài cắt ấy, thầy chia sẻ rất chi tiết, xong rồi chị cứ cắt thử trên canh đi, xong rồi chị cắt xong rồi đến đâu mình hỏi thầy đến đấy rồi chỉ cho mình nhá, và thầy sửa lỗi cho mình nhá. Ôi tài liệu đấy mọi người ơi, mọi người dùng cái tài liệu đấy có mà chọn đời. Chị cứ học trước đi, xong rồi ra năm có cái khóa học chuyên ngắn ấy thì mình sẽ được thầy hướng dẫn kỹ hơn và nó cũng sẽ nhanh hơn đấy. Đằng nào cũng mất tiền một lần, mất tiền trước, học trước, xong rồi chúng ta có được trước, sang năm mình lại học, bởi vì khách của mình còn đang cần. Tùy các bạn, cái đấy là do cái độ lệch số của chúng ta, cái tầm nhìn nó quan trọng. Với tôi cái gì tôi đều mua trước, cần phải dùng là tôi dùng trước, tôi không dùng sau. Trước sau thì phải mua thì mua trước, dùng trước có giá trị trước. Sao nhổ đầu khách thế anh? Bật cái nhạc. Nóng đắng hót ấy. Cái bài này bài gì nhỉ? Thầy đắc văng cả đạo. Cái bài mà cái con cú nó đắc đầu ấy. Sorry chị Nhung nhá. Để xong rồi em check lại cho tin nhắn của chị đây ạ. Cái tư duy về trả trước và dùng trước ấy, là dành cho những người giàu. Người giàu sẽ hiểu cái điều này. Và vì người ta hiểu cái này cho nên người ta mới giàu. Bản thân mình cũng vậy, cũng phải tư duy trả trước. Học trước, biết trước, làm trước, kiếm tiền trước. Ông hàng xóm lay quay, không biết vì sao mình vắng khách. Bởi vì ông ấy không hiểu về cái vấn đề là phải trả trước. Em xem hãng kéo gì đấy thầy. Chị chưa giàu mà chị trả hơi nhiều. Yên tâm đi. Còn cái điều nữa, trả trước, trả đúng. Trả sai cũng mất. Trả sai là mất. Thì em gửi video kéo cho anh Hùng xem nhé. Trả trước nhưng phải trả đúng đấy. Ví dụ mình trả trước nhưng mà mình mua sai đồ thì mình mất. Ví dụ chị trả trước, chị mua một cái mảnh đất, chị trả trước thì sẽ có lời, sau này nó sẽ lên, đúng không? Đầu tư cho đất, đầu tư vào đâu, xong là kiến thức của mình vào cái kỹ năng của mình, đầu tư tiền bạc thời gian công sức vào bản thân mình trước. Bởi vì là mua đất thì cũng phải có gì có kiến thức mới mua được đất, nó mới lên được tiền. Rồi các bạn làm nghề cũng thế, cũng phải đầu tư vào có đầu trước, xong từ đầu nó mới truyền xuống đôi tay được. Đây là một bí mật, ai hiểu được trước thì người ấy ngon. Mê tư duy của thầy. Ai không hiểu được thì không sao, sau này mới cái đầu, bây giờ mới hiểu ông ấy đang nói cái gì. Chắc chị trả chưa đúng chỗ. Anh Hà Lo, anh ấy dùng ba, mua ba cái kéo mọi người ạ. Anh sợ là hết kéo anh phải thủ ba cái xong về anh ấy bắt đền, bởi vì là cắt vào tay. Anh bắt đền thầy mà kéo thầy sắc quá. Cắt chảy máu tay. Theo anh em về trường hợp này phải xử lý như thế nào với cái khách hàng này đây?
phần này tóc nó mọc hơi lệch, hơi dày, tóc canh mà mọc nó không đều kìa, kiểu chỉ tóc người thôi chứ. Những cái khóa mà mặc online ấy, nó mãi mãi nằm ở đó, nên là mọi người không bao giờ sợ mất đi. Đó là cái việc mà chúng ta dùng trước thì có mất đâu mà sợ. Còn ví dụ mà chúng ta mang tiền đi cho gái thì là chúng ta mất. Cái đấy quên dùng trước nhé, cái đấy dùng sau. Mang tiền cho ra cho gái dùng sau nhé. Nhiều nhiều tiền rồi, có một dòng hung động rồi, lúc đấy mang tiền đi cho thì được. Còn bây giờ chúng ta phải đầu tư vào bản thân mình trước. Nói vậy thôi nhưng tôi cũng ngủ lắm. Cái khoản đấy thôi tôi ngủ. Ai ngu giống tôi, giơ tay. Ai ngu giống tôi thì comment ra nào. Ai đã từng ngu giống tôi là thì comment ra nào. Ai đã từng mang tiền đi đầu tư cho các chị em phụ nữ thì giơ tay ra nào. Và ai đã có thành công, ai đầu tư và mất và bị không có thành quả. Chị em nó khó khăn thì giúp chị em chứ anh. Không, chị em bình thường thì được, nhưng mà đầu tư vào giải trí thì là dạng thầy còn bế cả ra Trần Duy Hưng. Tâm huyết của anh ơi, anh thuộc Thiên Vương. Hello anh Thiên Vương, phần này là phần tĩnh ạ, hạ xuống ạ, tiền nhé các bạn. Phần này là phần tĩnh, chúng ta hạ cái tiền. Đừng để bay ở phần này nhé. Là tùy theo dáng tóc nữa. Có thể là kẹp hoặc có thể là chúng ta dùng cái kéo để chúng ta hất lên và chúng ta tỉa. Để chúng ta hạ xuống cho mình. Đây là do cây nó hơi phồng. Hello anh Minh Nguyễn, kéo giống Nova vậy thầy. Nova là kéo gì nhỉ? Mình cũng không rõ kéo đấy đâu. Kéo SH. Đúng luôn anh Tùng. Kéo hãng Nova đấy ạ, giống hãng Vico. Đúng, cũng giống đó. Anh mua rồi. À anh Tùng mua kéo rồi à? Anh Tùng mua kéo cắt ok không anh? Con kéo này rẻ hơn ấy nhiều Vico. Mà cắt ok mà. Cảm ơn anh Tùng nhá. Có bị vào tay phát nào không anh? Đã bao giờ đã tâm huyết chưa? Đã tâm huyết phát nào chưa? À, anh Minh Nguyễn mua kéo thì mình để lại tin nhắn giúp em nhé. Để em gửi video mua kéo cho mình xem. Mình xem kỹ. Mua hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy ạ. Mọi người yên tâm là kéo bên em thì bán trên cái trải nghiệm thôi nhé. Chỉ có duy nhất một cái kéo này, size kéo là 6.0 nhá. Mình dùng ưng ok thì lấy về cho anh em cùng dùng thôi mọi người ạ. Chứ không chủ yếu là buôn kéo đâu nhá.
Nên anh em nào cảm thấy ok thì mình có thể đặt mua và kiểm tra hàng trước khi thanh toán được nhé. Hỗ trợ các anh chị em thôi, không phải là còn không. Thì anh được test kéo trước khi thanh toán đấy, còn gì nữa. Các bạn kéo, bán kéo là nghèo nhất trên đời này. Giá con kéo này là 1,1 triệu anh ạ. Con kéo anh Dũng đang cắt là 6 năm rồi. Cắt 6 năm rồi mà chưa mài lần nào nhá. Nên là anh chị em mình cứ yên tâm đi. Mặt kéo là nghèo nhất trên đời. Đấy, dùng 6 năm rồi thấy ok nên lấy về cho anh em cùng dùng đấy mọi người. Bởi vì là một cái kéo này nó dùng quá nhiều năm đấy. Các bạn cũng phải tư duy về cái việc nếu các bạn muốn giàu có, các bạn phải tư duy về cái lựa chọn sản phẩm để bán đấy. Chị chưa gặp thầy nhưng có lòng tin lắm. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn nhé. Đấy, chị Nhung Nguyễn. Bạn không có tên vào trong tim của tôi. Cháu quá. Anh cắt vào tay em cái xem độ sắc nào. Kéo bền tại người dùng rồi thôi thầy. Nói về cái này, tôi có một vài người hỏi như này là kéo có bảo hành hay không, thì nói thật tớ nổ luôn là không. Bởi vì sao? Nếu bởi vì không biết bảo hành thế nào cho các bạn. Bây giờ các bạn về nhà các bạn rơi cái kéo 20 à cái kéo 10 gần 20 triệu của tớ, người ta cũng không bảo hành cho đâu. Bởi vì rơi ai biết được, người ta chỉ hỗ trợ thôi. Nếu như mà mài biết các thứ, người ta hỗ trợ cho cái việc mà chỗ mài tốt thôi. Còn không, người ta không có ai bảo hành cho mọi người đâu. Cái kéo 20 mấy triệu đó không có bảo hành, họ cho test kiểm tra ok dùng. Còn nhiều khi rơi vỡ hoặc là các bạn mang ra cắt móng tay thử xem độ sắc nó thế nào, xong rồi vỡ lưỡi, xong quay sang bắt đền là chết đấy. Cho nên là phải nói luôn, bởi vì mình cũng không biết sửa kéo. Nên là các bạn mua kéo thì hết sức thông cảm nhé. Còn kể cả ở hãng, chả có ai bảo hành cho các bạn đâu. Bởi vì các bạn cắt ấy, các bạn cũng giữ mà. Nhưng mà nhiều khi nó rơi, người ta cũng không biết được, không biết được nào mà lầm cả. Đúng không ạ? Cho nên là rất là khó. Cho nên không ai bảo hành cái kéo đấy cả. Kéo hơn triệu bảo hành làm gì? Mua về mà không cắt được thì vứt đi. Đúng không? Có biết các bạn giàu mà. Trong salon chị cắt xong giấu cái kẽo rất kỹ. Không giấu đi khách vào cắt móng chân đấy chị ạ. Đây em bị rồi đây này. Kéo cắt xong rồi đến lúc mình điên quá, mình không biết làm gì luôn đấy. Cáu thật sự luôn đấy. Cắt xong cái là gì ạ? Hai cái lưỡi không cầm được nữa vào và phải đi sửa. Mất 200.000. Mà kéo bị cũ rồi, 8 năm rồi. Nhưng mà lại yêu thích cái kéo đấy. Thầy ơi, nay em hỏi cách chuốt bên tay bên trái tay mục đích bay về sau ạ. Đó là gì đó? Bây giờ mình đang kể bên phải. Mua còn 2 cái 2 lít rưỡi rơi, giờ có nên đi mài không anh? Anh cho em lời khuyên. Cái gì? Cái đấy em mang đến thợ kéo thì nó sẽ cho em lời khuyên. Kéo 2 lít rưỡi rơi. Trời ơi, cứu em. Hello anh Sang Nguyễn. Anh Sang Nguyễn bảo không nên. Kéo 2 lít rưỡi bây giờ đi mài hết 2 lít. Không nên mài. Bạn nên thay lưỡi rồi chứ không cần mài. Nhắn tình mài. Như kéo đấy là không nên mài. Mấy quả tư duy này em nghĩ là không nên thay kéo mà anh đầu thai đi. Đầu thai kéo mới. Đầu thai cho nó đi. Vâng, em cảm ơn anh. Em sẽ nghe lời khuyên của anh đúng không? Mai em phải mua cái bình oxy khi lên live. Anh em này. Tôi nói thật với các bạn cắt tóc nữ nên đầu tư kéo một chút. Đúng luôn anh Sang Nguyễn nhỉ. Mình kéo tốt thì mình sẽ đưa ra được những kéo cái tác phẩm sắc nét. Kéo kéo mới được. À, dùng đến lực IS ấy, tôi thấy là nó vẫn là ok nhất đấy. Lực IS xịn ấy, cái loại IS xịn ấy, nó chỉ nó có đâu đó có mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà nó cắt lại nó sướng. Và lời khuyên này,
dùng kéo à, dùng lược là lược 336 nhé. Hãy dùng 336 nhé các bạn, đừng dùng 339 và đừng dùng còn cái 337 chả nhớ, nhưng mà loại kéo to, loại lược to chỉ dùng một ngày thôi. Lược nhỡ nhé, cắt cả hai lược, cắt cả dài cả ngắn nhé. Các bạn dùng cái loại kéo mà 339 ấy, thì chỉ cắt tóc tém thôi. Còn 335 hay sao ấy? 336 ạ. À, tí em cho chị số tài khoản chị đầu tư xây kéo với khóa on, chứ chị mua cái kéo 5 trẹo nhìn rớt nước mắt. Phải chị cắt thử cái trẹo mốt lên em xem, ok chị la nhắm. Mọi người mua kéo, lấy kéo bên nhà tới, là tất các bạn là tới chỉ được có 100.000 hơn 100.000 thôi, bởi vì cũng phải trả tiền cho cả người bán. À mai em bảo thầy lấy cái kéo ra cắt để cho chị lấy vía nhá chị Nhung nhá. Test kéo trước thì chị không lấy vía nhá. Chị Nhung có muốn Nhung có muốn thầy unbox xong em quay video xong rồi test kéo cho chị không? Em mua lược màu cam còn 750k. Cái này á chỉ có mấy chục à quên mấy trăm. Đâu đó khoảng hơn 300. 380. Anh Sang Nguyễn, tóc nữ cần kéo rất bén, đường bấm nó không chuột, lược IF ngon mà. Cắt xong nó không nhăm nhơ. Đây là một chuyên gia đây rồi. Nhưng mà nếu này, đây là một lời khuyên này. Đó là các bạn hãy sử dụng cái, nếu như các bạn muốn mà đỡ tiền mua nhiều loại kéo thì mua cho tới cái loại kéo này. Kéo cắt thẳng. Kéo cắt thẳng nhé, không phải kéo bầu mà kéo cắt thẳng, nhưng phải mua là mua cái loại lưỡi dày nhé. Lưỡi dày là như này này. Nó dày, cái kích cỡ nó dày thì bạn sẽ vừa có thể chốt được. Bởi vì cái kéo mà lưỡi nhỏ, lưỡi mỏng nhé, các bạn chốt ấy, nó mắc, nó giựt và nó thứ nhất là nó nhanh hỏng kéo vì nó bị tóc nó mài kéo. Và thứ hai là gì ạ, cắt nó rất bị giựt nhé, bởi vì nó bị sắc quá. Nó lưỡi kéo mà mỏng quá là khó tỉa, khó chốt nhé. Tại sao mà kéo chốt ấy, người ta toàn là những kéo dày. Bữa chị mua cây lược 4 xị, giờ gãy mấy cái răng vẫn xài. SHS là con cáo anh ạ. Con cáo hay con hổ nhỉ? Con cáo chứ anh nhỉ? Cái hình con cáo ở trên cái kéo ấy. Đáng rõ. Con mèo sao? Cái lược chị mua lược giống thầy mà 4 xị á. Lược của thầy 3 lít rưỡi mà. Kéo này chỉ có cái lưỡi này là lược. Lược này chỉ có hơn 300 thôi. Bạn Dũng tay nghề giỏi, giờ cắt kéo 200k vẫn đẹp và nét. Trời ơi anh Sang ơi. Không nói vậy nhưng mà cắt nó mỏi tay. Nó giống như việc anh em chặt thịt gà ấy. Anh em chặt thịt gà thế thôi. Các bạn chặt thịt gà mà các bạn dùng cái loại dao mà cắt nó chặt nó khó thì các bạn mỏi tay. Mình vẫn phải có vũ khí riêng anh ạ. Phải có chứ các bạn. Hàng của các bạn ngon thì các bạn mới sẵn sàng tiêu diệt được đối thủ chứ. Lược 336 phải không ạ? 336 nhé. Lược nhỡ 336 là các bạn dùng được cả dài cả ngắn. Đấy, đây là kinh nghiệm. Chị mua luôn lược 35 rồi à? Thầy em thấy là nhiều kéo lắm mọi người ạ. Kéo có những con kéo bằng cả con xe. Thế mà bây giờ lại cứ hay dùng cái kéo này. Bởi vì cắt căng chỉ dùng kéo này thôi. Kéo này lỗ to không ạ? Lỗ to là cái gì? Tôi biết cậu rất nhiều năm nay rồi, từ lúc cậu chưa lấy vợ. Rồi, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có vợ anh Sang ạ. Tùng NNT, em chào anh Dũng ạ. Em vô Tùng nhé, chào Tùng nhé. Đúng, vũ khí thợ tóc là lược và kéo. Lỗ sỏ vào tay đấy, à ý anh ấy hỏi là cái lỗ sỏ vào tay là có rộng không, có to à, không? Cái lỗ à? Thế họ cho hỏi là cái sỏ của anh có to không? Cái này là 6.0 này. Cái lỗ trung bình này, cái lỗ này là nó chưa chửa này. Thầy chia sẻ kỹ thuật tỉa tách lớp như vậy đi. À, tóc này thì mình sẽ không tỉa tách lớp. Tách lớp là như này. Còn tóc này là mình tỉa để tạo mịn. Chúng ta tỉa tạo mịn ạ. Chị Nhung lại đang cười ngất tới khúc hài. Ui dồi. Chị không xem quả cắt mái mải chơi lúc đầu, rồi ôi, cười ngất luôn. Đây là mình đang tỉa mịn nhé, không tỉa tách lớp nhé. Không phải lúc nào tách lớp được các bạn.
cậu ý giờ tôi nghĩ cây kéo nào ngon ra cậu ý cũng hốt luôn rồi. Đâu, nào anh nói thế là quá, hơi quá em rồi đấy. Nhưng mà cũng nhiều kéo lắm anh. Em không đến như thế đâu. Kéo của em thì nó thật sự là chắc thì cũng nhiều bạn kéo rồi. Ngày xưa ấy, mà 1-200 nghìn, 1-200 nghìn cũng cắt rồi lúc học về. Rồi là 500-700 cắt rồi. Kéo đắt nhất của một cá nhân mình thì dùng thì nó cũng lên đến 18 triệu cái kéo, nhưng mà bây giờ thì nó thật là tôi thấy nếu mà để mà cắt điện con này thực sự luôn, không phải là cứ đắt tiền là được đâu. Nói thật là cầm cái kéo này đỡ run tay, còn cầm con 18 củ run. Tại vì mình cắt canh nhiều. Cứ sọc vào là được bạn ơi. Mái mái chơi là mái gì đấy ạ? Mái bay ạ. Cái mái mải chơi đấy anh, đang cắt mái mải chơi kìa. Thầy chia sẻ kỹ thuật tỉa của thầy đi ạ. Kỹ thuật tỉa của mình thì nó đi vào thế nào nhỉ? Như cái tóc này, tại vì là tỉa thì nó tùy thuộc vào từng kiểu tóc. Như kiểu tóc này ấy, thì tớ nói nhé, phần dưới là phần tĩnh thì tớ sẽ tỉa gì ạ? Theo thứ classic cổ điển, nâng góc độ lên và lưng kéo 90 độ song song và chúng ta tỉa để tạo gì ạ? Tạo độ tĩnh cho mái tóc. Nên đến từ lớp A và lớp B thì lên cắt như vậy, tỉa như vậy. Bắt đầu từ lớp C trở lên mình tỉa vẩy kéo, không cắt tách lớp nhỉ? Tách lớp là chúng ta tỉa cách tách xuyên qua. Còn đây là mình tỉa mình vẩy kéo để mình tạo gì ạ? Mình tạo độ mịn. Nhưng mà khi mà vuốt nó vẫn có một độ tách lớp nhẹ nhưng không phải tách lớp. Tách lớp để dành cho những kiểu tóc mà chúng ta uốn tạo tép, tạo sớ nhiều. Nhưng mái tóc này thì không tạo sớ vì nó sẽ bị già. Cho nên mình không tách lớp ạ. Không phải là cứ tóc nào mình tách lớp đâu. Có tám mặt tỉa, ông muốn tỉa nào kệ ông. Ai nói tám mặt tỉa thì phải học trò của mình nói mới hiểu được tám mặt tỉa. Hà lo. Biết thấy sớm đỡ phải trả giá. Mọi người chỉ học cao nhất là đến 6 mặt tỉa thôi. Đấy, thế mọi người thấy chưa? Trả giá nó khác cái chỗ không trả giá là biết rõ và sâu hơn đấy mọi người ạ. Bởi vì anh em chưa lý thuyết đến 8 mặt tiền rồi. Đã gọi là đam mê thì mua để cảm nhận thôi, chứ thực tế hơn triệu cắt cũng tạm ổn rồi. Đúng rồi, không cần phải đắt tiền đâu. Không thấy thầy múa kéo nhỉ? Múa xong lại chửi. Em tỉa như vậy nó chưa quen tay, nó cứ bị khựng. Nó khựng à? Nó khựng ở đâu em? Anh Tùng bảo là mái bay tách lớp anh nhỉ? Mái bay thì tách lớp nhé, còn mái mải chơi thì tiền mịn nhé. Thì hết lớp vuốt để cho nó thẳng bớt xuống, còn mình sấy thì nó như này thôi. Vừa nãy các ông cứ yêu cầu là thầy cắt mái mải chơi đi. Thầy múa não cũng đủ hoa mắt rồi. Hello anh Binh ạ, anh muốn mua kéo thì mình để lại tin nhắn trong top top này giúp em nhé. Để một lát nữa kết thúc live thì em check inbox của mọi người luôn nha. Hình như thầy có mấy cây kéo nữa thôi mọi người ạ. Hôm nay còn bà ship, hôm nay cái bà shipper bà còn bảo là em hôm nay bảo người bên nhà mình bảo để chụp cho mình xin cái kéo đấy thì là mình có đứa cháu, nó cũng muốn mua kéo. Bà shipper vừa cười sáng nay. Cắt đẹp lắm, cảm ơn anh Sang Nguyễn nha. 1212, cố lên anh ơi. Mọi người thấy ngồi xem live một đứa có thoải mái không? Giải trí luôn. Rất là giải trí đó, rất là vui vẻ, giải trí thôi. Năm trăm anh em muốn mua kéo, mọi người để lại tin nhắn giúp em để tí em gửi video mọi người xem kéo cho rõ nhá mọi người nhá. Vừa tao tâm sự với nhau một tí thôi, đúng không? Bữa nào thầy like một đoạn khoe kéo đi thầy. Khoe nhiều người ta bảo là khoe thì nhiều chứ. Bán hàng cũng thử đấy, khổ lắm anh. Thoải mái thầy ơi. Tí nữa em gửi video cho chị xem. Em có quay lại rồi ạ. Có một đặc điểm ở trên cái live stream của thầy là mình rất là ít khi bán hàng ấy. Tập trung chủ yếu vào kỹ thuật. Mình có bán nhưng mà đâu đó là gọi là lưa thưa thôi mọi người. Phải giới thiệu cho anh em nào quý thì anh em có thể ủng hộ ạ. Vẫn phải giới thiệu cho anh em về các cái
cái đồ tốt mà mình đang dùng và tùy thôi, chứ không có mắt không không máy không à. Chị bảo là khoe bộ siêu tập khéo của thầy. Có gì đâu mà khoe. Ok chị mèo, mọi người cứ để lại tin nhắn nhé. Tại vì là tí nó tắt like đi, em không nhìn thấy ai với ai nữa ấy. Thì mọi người cứ để lại tin nhắn giúp em, rồi em sẽ gửi hết cho mọi người xem nha. Kéo là 1,1 triệu nha mọi người nhá. Xem kéo, check kéo kỹ trước khi thanh toán, trước ship giúp em nhé. Các bạn phải check là có luôn cả ship ở đấy nhé. Chứ các bạn check mà các bạn nhận hay là các bạn ấy là nó khó đấy. Cứ check luôn ở tại chỗ có ship ấy, cho nó hai bên cho nó thoải mái. Để có gì mình trách nhiệm nó dễ. Còn một khi mà ship đã về rồi ấy, thì nó hơi khó cho tớ. Ví dụ là trong quá trình vận chuyển ý, bên vận chuyển người ta ấy ship mà không ok ấy, thì nó cũng dễ hơn đấy mọi người. Không, nhiều khi nó khó lắm, sao anh em nhiều cái nó khó. Các bạn phải thông cảm. Ok anh Hùng nha. Lát nữa em gửi anh Hùng nha. Các bạn cứ test thoải mái, tớ chỉ cho bạn cách hai cái cách test. Một là các bạn test cách nhìn nhận nhé. Một là các bạn sẽ test ở trên trên cái tờ giấy này. Đây. Thầy có video rồi đấy mọi người. Tớ có ở trên này đấy, nhưng mà tớ hướng dẫn cho các bạn một tí này. Nếu mà là giấy như thế này cắt xẹt một cái đứt luôn này. Nhưng mà nhìn này. Đây ạ. Nhưng mà nếu như đây cách test này này. Các bạn xịt nước vào. Tôi đố ai mà kéo mà không chuẩn đấy mà cắt được giấy ướt này luôn. Kéo không chuẩn, kéo này không chuẩn. Cắt sẽ bị bấp ạ. Này các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nó nhăm nhơ không? Nhưng mà cắt ở trên này rất dễ. Nhưng mà vẫn bị nhăm nhơ này. Đây là cách thứ nhất nha các bạn. Này. Đây là cách test kéo, các bạn test thoải mái. Trước khi tôi gửi cho bạn là tôi test là nhìn này. Nhăm nhơ này, cắt rất nhăm nhơ luôn. Này. Còn này gập này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Này. Đó. Đấy là cách thứ nhất để các bạn biết được là lưỡi kéo có vấn đề gì hay không. Các bạn nhé. Còn nếu mà cắt trên giấy cứng thì thoải mái. Này. Cắt xoẹt này rất dễ. Đây này, cắt nhìn này. Các bạn cắt chậm tớ. Cắt chậm mà không có lực nó sẽ bị nhăm nhơ. Nhìn đơn giản như này thôi nhưng mà anh nói thật sự anh chị là test kéo cái này rất là quan trọng nhé. Và rất là hay luôn đấy. Một kéo là 1,1 triệu nhé chị ơi. Cách thứ hai, nhưng mà cách này là cách quan trọng nhất trong việc kiểm tra lưỡi kéo. Mới rớt xong. Còn cách thứ sao? Hai chị nhưng mà chị vừa làm rơi cái kéo. Cách thứ hai là các bạn cắt trên một tép tóc dày, một tép tóc đủ dày ạ, và chúng ta cắt để xem nó chạy lưỡi không, cắt để xem là nó chạy lưỡi không các bạn nhé. Đó là cách thứ hai để kiểm tra cái độ chạy lưỡi của tóc. Và cách thứ nhất là kiểm tra độ vấp của lưỡi các bạn nhé. Đó. Còn kéo này là gì, 6 năm rồi tôi chưa mài nên là cắt thì chắc chắn là nó vứt đi rồi, chỉ có để cắt canh thôi các bạn. Rồi mài chuốt lại thôi chị Nhung đấy. Chị Nhung phải đi mài kéo lại. Đi mài lại được mà. Còn nếu mà mình có điều kiện thì thôi còn phải mài đặt luôn kéo. Không, không chị vừa bảo chị mua cái kéo 5 củ đấy phải mài chứ. Thế thì mài. Kéo 5 củ mà rớt là cũng xót ruột đấy chị Nhung nhỉ. Lên mài kéo này giờ cắt được rất là khó, khó để mà ngon được. Cho nó đầu thai 5 củ tháng 1,1 triệu chuyển sang quả 1,1 triệu đúng không chị Nhung? Hôm trước có mấy bạn mua kéo xong rồi nhờ thầy cắt trước để xin vía lấy vía. Kéo này không chạy tóc. Không chạy đâu, kéo này không chạy. Cắt 6 năm rồi nhưng mà không hề chạy tóc luôn. Nhưng mà nó vẫn hơi cùn hơn. Vẫn hơi cùn lại. Tầm này anh em chắc lên giường đắp chăn xem like rồi nhỉ? Đó nhỉ, tầm này anh em ôm vợ rồi không? Xong lại xem đấy, thấy không? Thầy anh đẹp trai chưa?
đây chúng ta cốt nha mọi người. Tớ chia sẻ này, bí mật nằm ở chỗ này. Để cái mái tóc này được đẹp, các bạn có muốn tôi nghe tôi chia sẻ không ạ? Nếu các bạn muốn thì có comment, tớ sẽ nói cái điểm. 6 năm thì cắt giỏi mấy cũng cùn. Hello anh Tiến Thành nhá, anh Tiến Thành ngủ muộn thế. Cái phần nể mà đẹp chúng ta sẽ phải xử lý ở phần này các bạn nhé. Đó là phần đỉnh. Thầy tận tâm thế, thầy lúc nào cũng tận tâm anh Thành ạ. Anh nào? Anh Tiến Thành. Chị mà lấy vía của thầy thì cắt tóc mỏi tay luôn ấy. Thầy cắt tóc cho khách đến nỗi mà sưng cả tay luôn ấy. Đang trông con em ơi. Phận làm trai 12 bến nước anh nhở. Ngày thì kiếm tiền, đêm về đi trông con. Anh mình quá tuyệt vời luôn. Nhìn thôi là tấm gương để phần đầu. Tấm gương ở đây không phải là cắt tóc mà vấn đề là cái sức lực của chúng ta chiến đấu. Giờ này ấy, hãy đứng dậy. Đứng dậy đi, đừng nằm ở trong chăn nữa. Đứng dậy mà. Bảo là thầy đứng để học trò nằm được rồi. Gì? Sao lại vừa chọc bia mà lại vừa xem like được hả anh Hùng? Một thanh niên nghiện bia cho hay. À chứ gì? À, ông ấy bảo là chỉ chọc bia một lỗi thôi. Ông bảo chỉ. Bia một lỗi thôi là đây. Một lỗ. Nhưng mà thường những ông nói như thế. Ngôn ngữ của đàn ông. Ngôn ngữ của đàn ông em biết là đang hiểu rồi. Nhìn có mái mày chơi. Đáng yêu nhỉ. Máy này dùng được mà. Hello anh Hoàng Anh Tuấn nhá. Một khóa học cắt bên em thì khóa ngắn chuyên sâu là 4 củ. Cả ngắn cả dài 7 củ. Ai cũng tưởng như bạn á, tỉa tóc ạ. Em tưởng chị là người yêu của thầy. Thầy đang tìm cần một điểm tựa nhé mọi người. Bởi vì làm đến tầm này thì ai mà tựa cho nổi. Tôi phải trả tiền tăng ca đấy các bạn. Không đơn giản đâu. Chuốt bên trái màn hình để tóc bay về sau. Em bị trái tay đoạn đó ạ. Em cứ chuốt thẳng thôi, không cần phải nghiêng về đâu cả đâu. Chuốt thẳng là được nhé. Bởi vì chuốt thẳng thì em có thể vuốt trước, vuốt sau, vuốt trái, vuốt ngang, vuốt dọc đều được. Tựa vào vai chị luôn thầy. Ủa ấy, em ơi, em nhìn hộ chị xem thầy như nào mà tựa được cái. Tầm này chỗ dựa vững chắc nhất chỉ có là cái ghế gỗ thôi. Chứ còn không có ai cho thầy tựa nổi. Thầy tầm này siêu to khổng lồ mà. Anh ăn hơi nhiều thuốc nổ. Anh chị em vào sau thì có thể tham khảo bài cắt này bên phở nhé mọi người nhé. Bài cắt này đã lưu từ đầu rồi đấy ạ. Mọi người có thể qua bên phở để xem cái công thức cắt mái mải chơi này từ đầu nhá. Ôi, giờ này bao nhiêu giờ rồi? Giờ này 11 giờ rồi, vẫn trăm anh em ngồi đây hàn huyên và tâm sự. Ơ nhưng mà tớ hỏi này,
anh em không thích học về tư duy kinh doanh à? Tớ hỏi 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 thật đấy, tại vì nhiều khi tớ lai về tư duy kinh doanh để hỗ trợ tư duy phát triển bản thân và phát triển cái sự giàu có của bản thân ấy. Bởi vì là chúng ta học, đôi khi chúng ta học là để chúng ta giúp cho đội ngũ của mình, cho các em của mình. Phở của thầy là Nguyễn Văn Dũng có dấu tích xanh nhá bạn ơi. Mọi người không thích học à? Không thích học cái những cái phát triển đó à? Các bạn có biết là những cái hệ thống salon tóc lớn ấy, để mà phát, để mà làm được lớn, cũng như để mở được nhiều cơ sở ấy và phát triển được và gọi được cả vốn làm ăn, thì người ta cũng phải có tư duy không ạ? Và chúng người ta cũng chuẩn bị với kế hoạch. Anh rụt con, like muộn thế anh. Hello em, vẫn phải chiến đấu đây em ơi. Tầm này vẫn tâm huyết với anh em, cho nên là đừng bảo làm sao mà thầy ế. Những người mà người ta phù hợp với mình nó khó lắm các bạn. Anh Nhất Hoàng Thuật là muộn thế em Dũng ơi. Dạ. Anh Hoàng Thuật á? Vâng. Đấy. Anh Nhất Hoàng Thuật. Có phải anh ở gần nhà mình không? Phải không nhỉ? Có phải anh Thuật ở gần nhà em không? Có phải anh bên anh salon Hoàng Thuật đúng không? Quá đỉnh. Đấy, mái mải chơi của anh Hùng đấy. Năm nay thì em tập trung vào hỗ trợ các anh chị em, nên em không làm salon nữa. Hy vọng là anh em mình hàng xóm để chơi. Anh ấy bảo hơn. Anh ấy bảo là anh đây. Ok anh. Em à, anh ơi, năm nay em không làm salon nữa đâu, nên anh em mình có gì chơi với nhau sâu gì nhá. Ai để anh tựa vào được thì mới hợp. Mới anh. Thế thì anh ấy phải kiếm cô nào đủ tạ thì mới tựa được anh ạ. Chứ còn cô nào mà tầm 90 cân là khó. Nửa tạ đi chơi vơi thì tựa phát là chết. Rụt con nó phải cái bạn Bạch Công Tử không? Rụt con là bạn là không. Bạn ấy là hôm trước là có. Cái hôm mà hẹn anh ra để hoạt động. À, hai anh em đi ăn bún ỉm này đúng không? Thế luôn, anh ăn bún ỉm này xong rồi về anh chạy qua. Ải chỉa luôn. Không biết cho thầy ăn cái gì mà thầy ải chỉa xanh mặt. Anh chạy 3 lần nữa. Ấy, anh ơi, anh Hoàng Thuật mắng đây này. Mày là em, sao lại nói vậy? Ngày mai em hy vọng ngày mai anh mời sang mời em ăn sáng. Em mời anh cà phê. Anh Hoàng Thuật này nổi tiếng ở vùng lắm. Ừ, anh ấy làm à, hình như là ngày xưa chị Huyền bạn em học làm tóc ở bên anh Hoàng Thuật này mà. Anh Thuật bảo ok em. Nhớ mai nhé. Mai anh mời anh báo lại là anh mời em cà phê hay là ăn sáng để mà biết. Để mà biết em chọn chỗ. Đấy, thế thì mọi người mới thấy là anh Dũng có tấm lòng rất là tốt nha mọi người nhé. Một người có tấm lòng tốt tức là ai mời cũng ok, ai mời ăn cũng ok. Anh chị em nhà mình thấy cái mái mải chơi này thế nào ạ? Anh Thuật bảo là ăn sáng cả cà phê đi em. Ây chà. Thôi anh ơi, em chỉ nhận một trong hai thôi. Anh em có đi có lại, không nên nhận hết của ai bao giờ. Thế là mất phước. Cái người mà được mời ấy, cái người được mời ấy, anh em không thể để phước cho anh hết được. Bởi vì em ăn của anh hết là em mất phước. Cho nên là em sẽ phải mời anh cái gì đó. Cuộc sống là chúng ta phải có đi và có lại. Có phải có sự hòa, thế nào đấy chính là nhân hòa đấy các bạn. Anh chị em ơi, mọi người đã chụp được cái công thức chưa nhỉ? Chúng ta sống và làm việc thì hãy dựa trên cái chữ hòa. Thế nhưng mà mai alo cho anh. Ok, anh cho em tí, cho em xin lại số nhé. Cho em xin lại telephone number của Idol Hoàng Thuật với ạ. Ê nhưng mà em không phải mê tín đâu, nhưng mà cái con canh này nó xấu nhỉ. Con canh này nó đơ.
cái mặt nó cũng xấu. Không phải đâu, đây là nó đang không xung. Nó khó chịu ấy. Tất cả là tại anh em. Anh em nào là mải chơi, nào là báo. Anh em ơi, mọi người ủng hộ tôi cái kéo để tớ có xiên tớ mua cái xe đẹp đẹp một tí nữa cắt cho nó hướng. Hôm nay nổ 5 đơn kéo là ngày mai thầy lên con canh 5 lít rưỡi ngay. Canh đang không thích mải rồi. Ui thầy. Cái anh chưa bát giới này nhưng mà có body 8 múi. Ý giời ơi, kinh không? Ừ. Tại Hùng Blue. Đúng tại Hùng Blue rồi này. Nào thì mái mải chơi này. Thầy cho mải chơi quên lối về luôn. Ngày mai anh nhớ truyền thông nhé, bảo là em vừa đi cập nhật được quả xu hướng tóc quên lối về. Anh đẩy sang đây một chút xíu đi. Zoom nó lên cho mọi người xem. Sai lầm gì là cái con trai này. Không sao, vẫn được ok. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ có bài học. Đó là chúng ta sẽ phải cũng phải vẫn phải học cái cách để chúng ta tạo kiểu tốt nhất cho những cái con canh hoặc là những cái kiểu tóc mà nó không thể nào như ý của mình được. Vẫn phải học hết. Với tớ thì tớ lại thích học những cái mà khó. Bởi vì là vì nó khó mà đôi khi chúng ta vẫn phải cắt cho nhân viên, học viên của mình xem, đúng không? Thì chúng ta vẫn phải học cách xử lý và cách giải quyết vấn đề. Không thể nào mình chúng ta trốn tránh được cái vấn đề đấy cả. Vẫn phải xử lý thôi. Chúng ta sẽ chỉ có thể là cố gắng hết nhất, hết sức có thể. Cố gắng hết sức mình. Ca nào của thầy Lai cũng không dễ nuốt. Từ cái việc mà chọn cả tóc để làm, đúng không? Tóc từ tóc gọi là tóc tấy, tóc yếu cho tôi thì canh tôi phải chọn những cái loại canh nào. Đây là tóc. Ông trùm số 1 Việt Nam chuyên gọi là lai tóc nát, tóc lát bét, tóc tẩy chị ạ. À. Ông trùm lên lai tóc nát nhé. Với tớ thì các bạn biết sao tớ làm những tóc đấy. Bởi vì chúng ta cũng không có lựa chọn. Chúng ta không lựa chọn được khách hàng. Chúng ta vẫn phải chấp nhận thôi. Và chúng ta vẫn phải cố gắng làm tốt nhất với những cái chất tóc đó. Chất tóc tớ chọn luôn là những chất tóc mà nó vàng khe đuôi rồi các thể loại, chứ không phải là những chất tóc đen. Chứ nếu mà tóc đen thì nó thân các bạn luôn là gì ạ? Mềm hóa đặt sâu một chút là thôi, nó càng dã man luôn. Đi chụp nào ra chụp đấy luôn. Cho nên là nhiều khi chúng ta so sánh và chúng ta đánh giá vấn đề thì chúng ta phải hiểu, phải đủ hiểu biết và đánh giá được vấn đề. Có rất nhiều bạn có những cái kiểu, thực ra không phải nhiều, có một vài bạn thôi, hoặc là có thể là đối thủ, người ta cố tình là như vậy. Chứ các bạn cũng là người hiểu mà, các bạn nhìn được đâu là tóc đẹp, chất tóc đẹp và chất tóc xấu mà. Chất tóc mà nó bằng chòe lé ra thì tôi thì tôi luôn muốn là chia sẻ những thứ thực tế nhất của các bạn. Bất kể một cái loại tình huống nào mình cũng đều muốn là chia sẻ, chứ mình không đi theo cái kiểu là lúc nào cũng là chất tóc khỏe mà nó sẽ cặp đét, nó không thực tế. Cái đấy thì những bạn mới vào nghề thì không hiểu.
nhiều khi chúng ta chia sẻ với các bạn đánh giá chiếc tóc là chuẩn, bởi vì nếu không là các bạn mới học nghề họ bị cảm nhận sai là các bạn ấy có vấn đề, các bạn cảm nhận sai là sau này các bạn ấy là người sẽ gặp vấn đề, các bạn sẽ là người khổ. Mẫu này là mẫu gì đây ạ? Đây là một mẫu gọi là bốt ngoài chơi. Chị ơi, hôm nay cắt cho chị một kiểu tóc gọi là kiểu tóc bốt ngoài chơi nhưng vẫn có lối về. Bốp mải chơi quên mải chơi không quên lối về. Cái này là mình tỉa. Là mình cắt là dùng ở đằng sau là mình cắt toàn bộ là những cái hình tam giác, cắt về các cái classic thôi, cổ điển thôi, nhưng mà chúng ta sẽ biến tấu về những cái phần mái để tạo cái độ bay, cái sự tự do, cái sự tự do cho cái tác phẩm thì chúng ta dùng kỹ thuật tiền. Mê cái độ phồng xuôi xuống. Tóc này thì không cần phải, không nên tạo tép nhiều nhé, không phải tóc nào tạo tép nhiều đâu. Tạo tép nhiều là những cái tóc về long phốt hoặc là long layer. Tầm này là mọi người đi ngủ rồi đấy. Đi ngủ rồi. Mọi người về chưa? Ngày mai thì sẽ có khá là nhiều khách hẹn, thì mai thì mình sẽ cố gắng để mình like. Cố gắng ngày mai like, mà mai chắc mọi người đông khách đúng không? Đấy, cái này, cái phân khu này, nó phải phồng lên này. Và nó bay nhẹ nhé, bay nhẹ, đừng bay hết mà bay nhẹ xuôi xuống, hoặc là chúng ta có thể có nó ôm lên trước, cái đuôi có thể là hướng ôm lên trước, nhưng mà nó phải phồng lên, nếu không là nhìn nó rất là dại, cái khuôn nhé, nó rất là dại ấy. Vừa xịt keo vừa xịt bọt, anh xịt gôm không che mắt cho khách à? Anh quên ạ.